chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh du hành của mình. Trong video lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bó hoa dạng tròn như thế này. Bó hoa này là gồm 18 bông nhé. Với cách làm như thế này thì các bạn cũng có thể làm bó các bó hoa tương tự như với số lượng bông nhiều hơn, ví dụ như 20 bông, 30 bông hay là 50 bông. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhé. Các bạn cần chuẩn bị cho mình đó là 18 bông hồng sáp. Mình đã bó sẵn lên như thế này và đã lên kẽm luôn rồi nhé. Cái này thì rất là dễ thôi, các bạn mua đầu bông hồng sáp về xong các bạn gắn kẽm vào và cho lên bó như thế này. Cách lên bó thì trong video nào thì mình cũng có, các bạn vui lòng xem lại giùm mình nhé. Ở đây là mình chọn tông màu hồng và hồng phấn và màu đỏ. Giấy gói mình hôm nay mình sẽ chọn một giấy gói màu này, màu hồng nhưng mà hồng đậm hơi pha tím. Mình sẽ phối thêm kèm với lại là lưới nhện màu trắng để cho nổi bật và bó hoa của chúng ta lên. Nào, cái băng, các bạn chuẩn bị cho mình ba tờ giấy như thế này. Một tờ giấy gồm ba tờ giấy này, một tờ các bạn giữ nguyên. Đây. Hai tờ còn lại thì một tờ các bạn sẽ cắt làm tư, giống như mình đã cắt làm tư. Một tờ thì được bốn cái, cắt làm tư ra thì được bốn mảnh giống như thế này. Lưới nhện các bạn cắt cho mình nửa mét nhé, nửa mét dài lưới này. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nửa mét dài lưới đấy, các bạn cắt tiếp tục cắt đôi cho mình sẽ được một mảnh như thế này. Sau đó các bạn gấp như thế này, một phần thì gấp lên phía trước và một phần gấp lên phía sau. Chúng ta cho bó hoa của chúng ta vào, các bạn để hơi cao lên một tí nhé, như thế này. Giá hạn thế các bạn gấp một phần lên trên đây và một phần các bạn để trên dưới đây. Đây là kiểu gấp và gói hoa phổ biến. Sau đó các bạn cho vào, nếu như bạn nào mới học cách bó thì các bạn nên cố định dùng lưới nhện bên trong rồi mới bó giấy bên ngoài nhé, để không sợ bị tuột. Sau đấy các bạn dùng tờ giấy cắt làm tư này, cắt gấp thì các bạn từ từ hàng ấy, các bạn cái tờ đầu tiên để bó bên này á, các bạn chỉ gấp lên một phần này thôi nhé, như thế này thôi. Bên này cũng vậy, tương tự. Cố định lại. Có một số anh chị hoặc là một số bạn nếu mà không quen cách cố định của chúng mình cố định bằng thun thì các bạn hãy cố định bằng băng keo trong hoặc là bằng kẽm, các bạn lấy kẽm sợi á, các bạn cố định lại. Rất là nhanh thì chúng ta đã được một bó như thế này. Thật sự là nhìn như vậy thôi nhưng mà bó hoa rất là đơn giản. Và tiếp theo các bạn gấp như thế này cho mình nhé, mình sẽ bo ở phía bên ngoài này. Mình sẽ gấp hai tờ cùng lên trên cùng một mặt luôn như thế này.
phía trong. Và các bạn để lên cái nhá, như thế này nhé. Để cho dễ, các bạn giữ một tay giữ như thế này, còn một tay giữ được ba chỉ nó vào. Này sẽ cao hơn bên này một tí thôi, nhưng thấp hơn cái này hơn tờ đầu tiên này một tí nhá. Đây, các bạn thấy chỗ trống bên này không? Mình sẽ bó lên đấy. Phía chân dưới không, cái tờ cái phần vừa nãy mà các bạn cắt còn lưới nhện còn dư, các bạn cắt đôi ra nhỏ miếng nhỏ như thế này nhé. Xong đó các bạn gấp lên một phần giống như kiểu bó giấy bó bình thường vậy, các bạn sẽ bỏ để bó hai bên mép này tạo điểm nhấn. Đây này các bạn để hai bên. Rồi các bạn cái tờ 1/4 này nhé, các bạn cắt đôi ra cho mình. Các bạn bảo bên hông nhưng mà chùi lại phần này một tí để kiểu như là thấy được cái lưới trắng này. Tiếp tục các bạn bó thêm hai phần ở phía dưới này, các bạn sẽ bó hơi thấp xuống.
rồi mình sẽ thêm nơ vào. Cách làm nơ ở trong video nào của mình cũng có, nhưng mà lúc làm lần này thì thời gian của mình hơi ít, cho nên mình chỉ quay tóm tắt như thế này. Vì là ribbon của mình là bảng lớn như thế này, cho nên là không cần làm nơ quá nhiều cánh. Như vậy thì nó nhiều lớp vậy thì nó sẽ bị rối. Các bạn chỉ cần cột nơ đơn giản là được. Nhưng nếu mà các bạn lựa chọn nơ bảng nhỏ hơn thì các bạn nên làm nhiều cánh, nhiều lớp hoa, nhiều lớp nơ nhé. Đây là bó hoa của mình đã xong rồi. Cách tương tự như thế này. Với cách bó này các bạn có thể bó tương tự cho những bó hoa khác của mình. Ví dụ như các bạn có thể chọn màu hoa khác này, chọn màu giấy khác này, tự sáng tạo thêm cho mình một mẫu bó hoa mới nhé. Chúc các bạn thành công với mẫu bó hoa như thế này, và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.